Vậy buổi sau chúng ta sẽ học cái phần lõi hóa của hemoglobin đấy. Thế sao? Hai chúng ta sẽ phần tổng hợp lên, tổng hợp của hemoglobin. Như vậy, vấn đề đặt ra, ta đã biết cấu trúc của hemoglobin rồi. Nhắc lại cấu trúc của hemoglobin. Nó gồm phần hem và phần globin kết hợp lại với nhau. Đây. Hem còn gọi là cái gì em? Một gen trên đó, một cái protein đấy. Protein khi nào cũng tác động phản ứng. Cái hemoglobin cũng gọi protein, đúng chưa? Vậy hem là cái gì cũng gọi protein đấy. Bài khoa học cổ tích chưa? Khoa học cổ tích các học rồi đúng không? Như vậy vấn đề đặt ra hem là cái gì của protein? Cô phát tơ cũng đúng, hoặc tổng tố cũng đúng, nhưng ta xét trong một trường hợp có phản ứng đối với xuất phát thì chất nào đấy đó, gọi như thế. Còn hem xét về hemoglobin nó là một loại protein thì cái hem đó gọi là cái gì của protein? Phần cộng thêm đó là gì? Ở đây đấy, cùng nhớ ra ta sẽ về nhà, ta sẽ nhớ xem lúc này mình đủ loại gì đây. Rồi, như vậy chúng ta sẽ khảo sát xem khi nào quá trình tổng hợp sẽ xảy ra. Không thể nào chúng ta tổng hợp một cách đúng công được, ta phải có cơ chế trong vấn đề này. À, như vậy tổng hợp thì nó cần những nguyên liệu gì? Rồi, như vậy quá trình tổng hợp ta cần cái một số nguyên liệu, ta một số các enzyme, một số các hormone để kích thích ha cái điều hòa quá trình tổng hợp của hemoglobin. Rồi, chúng ta đi vào phần các bước tổng hợp. À, đó là cái phần này hơi loạn não một chút nha. Gồm có 8 bước để tổng hợp cái hem. Vì chúng ta đã xem cái cấu trúc của hem rồi, đúng chưa? Gồm có 4 cột bidon liên kết lại với nhau. Sau đó có một cái enzyme nó gắn sắt vào giữa đây, nó tạo ra một cái hem. Rồi, như vậy quá trình tổng hợp bắt đầu từ bước số 1, à nó sẽ tạo thành cái gì? Tạo thành cái gì? Từ nguyên liệu đầu tiên là succinin coenzyme A. Succinin coenzyme A kết hợp với lại lysin. À, succinin coenzyme A, cái succinin coenzyme A được tạo ra từ đâu?
Coenzyme A biết chưa? Coenzyme A. Coenzyme A. Rồi, lysine biết không? À, lysine là gì? Acid amin. Như vậy, để tổng hợp tiếp theo chúng ta thấy nguyên liệu đầu tiên của nó chúng ta cần phải cung cấp vào đó là lysine. Yeah. Rồi. Cho nên Coenzyme A kết hợp với lysine. Lysine là với điều kiện là lysine đã được hoạt hóa. Bởi vì sao chúng ta sẽ kiểm soát cái cơ chế tổng hợp của nó. Khi nào lysine được hoạt hóa thì cơ chế cái phản ứng này mới diễn ra. Yeah. Bước số 1, tocilin Coenzyme kết hợp với lysine sẽ tạo thành phân tử ala, tức là alpha amino lipoic acid. Nó phóng ra một CO2. Và chúng ta thấy là tocilin Coenzyme xúc tác xong tạo thành cái Coenzyme SH trở về cái dạng ban đầu của nó. Yeah. Và SH vậy là cáo sách. Muốn hiểu được cái này chúng ta quay ngược cái lại cái bài trước nha. Chúng ta xem Coenzyme A nó làm cái gì nha. Tại sao nó lại khác nha. Yeah. Tại sao nó gắn thêm vào nhóm succinin trong đấy. Rồi, như vậy bước 1 nha. Bước 1 tạo thành cái phân tử ala. Yeah. Rồi, bước số 2. Hai phân tử ala đó nó kết hợp lại với nhau và nó giải phóng ra ở hai liên kết đấy ra một phân tử nước để tạo thành cái hợp chất PBG. Rồi đó là gì? Rho-phobilinogen. Như vậy chúng ta sẽ thấy có cái tên bilinogen nó nằm trong đấy rồi. Vậy quá trình thoái hóa sẽ tạo ra này một vài cái gì? Chưa? Rồi PBG hay là rho-phobilinogen. Cái sự xúc tác của enzyme là ala đề pyrrolizin. Rồi đề pyrrolizin hay đề pyrrolizin tách cái phân tử nước này ra. Rồi như vậy chúng ta sẽ có bước số 2 tạo thành cái PBG. Tiếp bước 3 tạo thành cái pyrrolizin pyrrolizin. Rồi, cái PBG đấy nó tách ra một cái nhóm amin. Như vậy bốn. Cái sự xúc tác của cái PBG là đề amina tách ra nhóm amin đấy. Nhưng mà trong phân tử nó có bốn nhóm amin, ta tách nó ra. Rồi. Bước số 4. Để tạo thành cái uro pyrrolizin. Đây, bước tiếp 3. Tức là từ nguyên liệu ban đầu và từ nguyên liệu của bước số 3 này chúng ta tạo thành hydroxin methylbilan. Rồi tạo thành uro-phobilinogen. Cái này không quen chưa? Là uro-phobilinogen 3. Chưa? Còn cái nước, cái sự xúc tác của enzyme này uro-phobilinogen 3 chúng ta. Rồi bước số 4. Bước số 5, ta sẽ tạo thành bước 4 là tạo thành uro-phobilinogen. Bước số 5, thành co-pro-phobilinogen 3. Từ cái uro-phobilinogen 3 này, chúng ta tạo thành cái co-pro-phobilinogen cũng giải phóng ra cái phân tử CO2 này. Đây là những nhóm đề cặp bột thì là cắt những nhóm acid của nó ra. Cho nên tạo thành CO2 nước. Rồi. Đây, từ cái nhóm chất này. Acidic là ta tạo thành cái nhóm CH3 gắn vào. Rồi từ cái này, từ cái co-pro-phobilinogen 3 tất cả từ bào tương, từ bào tương nó bắt đầu vào trong cơ thể. Nếu như chúng ta sẽ coi được xem cái hình, xem cái hình sẽ dễ hình dung ra. Giai đoạn này là giai đoạn rất là lộn não. Rồi bước số 6, nó sẽ tạo thành cái pro-co-phobilinogen chính, phobilinogen chính. Và nó thay thế cái nhóm chính, P, tạo thành B. Rồi, chúng ta có phân tử này, co-pro-phobilinogen và tạo thành cái pro-co-phobilinogen chính, để phóng ra những cái hắc cầu CO2. Cái sự xúc tác của enzyme này là co-pro-phobilinogen oxidase.
Thì chúng ta thấy là những cái enzyme, tất cả những cái enzyme là nó xúc tác cho thấy. Để lỡ chúng ta phải đặt vô cái câu hỏi mà chúng ta đi á, nhìn vô phản ứng này chúng ta biết nó là cái enzyme xúc tác cho phản ứng đấy. Rồi chúng ta thấy CO2 nó thoát ra đây, gồm vào một hydrogen, chúng ta thấy là tên cơ chất, tên cơ chất. Rồi, tổng cái tên của phản ứng đây, ta có uvo của hydrogen và rê carbon xy lan. Rồi, tương tự. Bước số 6 sang bước số 7. Tạo thành cái proto một quinin chính. Tạo thành proto một quinin. Đây là proto một quinogen. Proto một quinogen. Từ cái proto một quinogen đấy tạo thành cái proto một quinin. Rồi, proto một quinin chính là tạo thành cái proto một quinin. Và các giải phóng sinh bốn cái phân tử CO2 nữa, từ cái đó quinin nữa. Thì chúng ta phải tác động enzyme vào proto một quinogen oxidase. Rồi, bước số 8. Bước số 8 từ cái proton cộng quinin đấy, proton cộng quinin đấy. Nó mới dán cái chất vào. Như vậy chúng ta thấy đó, proton cộng quinin nó tạo bốn cái bột hydro. Chưa? Dán cái chất vào trong giữa. Cái giữa nhanh đấy thì nó tạo thành cái hẹp. Và dán cái chất đấy chúng ta sẽ có cái enzyme ha. Hydro thì nó tạo. Hydro là sắt. Dán sắt vào đây. Đây. Cái sắt khai này nó nằm ở đâu? Tất cả những cái bào xương, tất cả những quá trình là từ đây, từ tiên thể đến vào trong bào xương, từ bào xương bắt đầu đi ra đường trở lại. Ra chúng ta sẽ nói từ tiên thể đi ra đường trở lại bào xương, để nó kết hợp với gì? Kết hợp với nhóm hemoglobin để tạo thành phân tử trên hemoglobin của mình. Đó là tám bước của quá trình tổng hợp cho mình xem. Các nguyên liệu tổng hợp. Nguyên liệu tổng hợp thế nào? Thứ nhất ta phải có xúc tiên enzyme, nhớ không? Nào, từ bước số 1 ấy, xúc tiên enzyme được tạo ra từ đâu? Từ chúng mình chi tiết. Như vậy chúng muốn biết được tạo từ đâu, chúng ta xem lại một vài chúng mình chi tiết trong nguyên thể như thế nào. Và ta cuối cùng nó tạo ra cái này đây, xúc tiên enzyme từ cái quả nó bắt đầu. Rồi. Và acid amin là lysin. Để tổng hợp được xúc tiên enzyme, nó phải cần lên cái này vitamin B5. Có vitamin B5 là cái nguyên liệu để tổng hợp lên xúc tiên enzyme. Rồi, còn đối với lysin, muốn hoạt hóa nó, chúng ta cần cái vitamin là pyridoxan, chúng ta học cái bài vitamin rồi, chưa? Pyridoxan nó pháp để hoạt hóa, đó là vitamin B6 để hoạt hóa cho phân tử. Như vậy, cả hai nguyên liệu của quá trình tổng hợp tiếp theo là cysteine coenzyme và acetamin lysin. Cả hai nguyên liệu đấy đều phải được hoạt hóa, đều phải được tạo ra thông qua một quá trình khác. Về vấn đề đặt ra, khi nào nó kích hoạt, khi nào nó sẽ kích hoạt quá trình này. Như vậy nha, cái vai trò của vitamin cũng là vai trò của hormone trong cơ thể rất là quan trọng. Thì khi số lượng hồng cầu, số lượng hồng cầu trong máu chúng ta này nó thấp xuống, nó sẽ kích hoạt một số các hormone, ví dụ hormone là tuyến thượng thận. Nó kích hoạt ngược vào trong tế bào thủy xương để nó tạo ra những loại hormone sinh học. Trong quá trình đấy, trong quá trình kích hoạt đấy, thì nó sẽ kích hoạt luôn cả những cái vitamin, cả những vitamin cần thiết để cho quá trình đó tế bào. Chúng ta phải có một tín hiệu ban đầu, đó là gì? Là hồng cầu, số lượng hồng cầu thấp. Ví dụ trong trường hợp mất máu, nó bị đại kéo dài do những sinh trùng. Vâng. Rồi, phòng 8 bước thì nó quá khó khăn. Phòng 1 là cái đồ này. Đây,
cái đầu này sẽ tốt các bài chúng ta dễ nhớ ha. Đầu tiên xuất sinh quân diêm ma, xuất sinh quân diêm ma được tạo ra từ những sinh vật chết chưa đây nó rất nhỏ vậy à. Cô ấy là xem đang quay lên ấy là sinh quân diêm ma rồi tích hợp với ly sim thử ly sim lên đây hai cái này tích hợp lại với nhau cái sự xúc tác của anh em là a là chúng ta đây từ cái cô cô em sinh viên a thành cô a cái sách dán vô cái sách vào đây thôi nhá cái đầu tay như này đầu tay này gắn tay cái này vào cái này giải phóng ra thôi để tạo thành cái gì cũng thử a là đây là giai đoạn này trong đây là ở đâu đây trong này ở đâu chúng ta họ tư cái tiên thể là trong tiên thể rồi sau khi nó tạo được cái a rồi từ cái tiên thể nó đi đi ra một ngoài của họ tư dạ hai phân tử a la kết hợp lẫn nhau để bằng phân tử nước ta thấy tạo được cái vòng ha. Rồi, có hai phân tử ala chúng ta sẽ tạo thành cái ô tô một cái gen, lô gen ha, và tính chất của nó. Rồi, như vậy, bước số 1 này, qua bước số 2. Rồi, qua bước số 3, chúng ta phải tạo thành cái BBG. BBG, được chưa? Và cách nó giải phóng cái gì? Giải phóng gốc amin của nó, bốn gốc amin. Rồi, như vậy chúng ta thấy nè, bốn cái vòng này kết hợp lại dạ bốn cái vòng một này hai này ba này bốn cái vòng bidon kết hợp lại với nhau cái vòng bidon thì nó không có những nhóm này người ta gọi nó là proto proto pyrimidine dạ nhóm này có những nhóm thế này chắc hết rồi mới tạo ra rồi chưa lúc này nó chưa có đóng vòng tạo thành cái hydroxyl methyl bilan từ cái nguyên liệu là BBG thì bốn cái phân tử BBG này cấu lại với nhau giải phóng những nhóm amin ở giữa này những nhóm amin ở giữa để tạo thành cái hydroxyl methyl bilan rồi thứ mấy là một thứ hai bước số ba bước số bốn như vậy cái tổng cái vòng này lại nữa chưa tổng cái vòng rồi như vậy chúng ta sẽ làm gì tắt quen gì để nó đóng cái vòng này lại. Nối nhắm nối lại với nhau để đó lại tổng hợp nhắm nối và tổng hợp lại với nhau. Như vậy là bước số 5 từ cái gì urofibrinogen urofibrinogen về các con sẽ ra giải phóng ra cái sự dây gốc nhờ nhóm COH để tạo thành cái gì urofibrinogen 3 bước này là bước số 4 nha bước số 4 từ nào từ cái hydroxyl bilan là tạo thành cái uro và pyrimidine cái sự tương tác của cái enzyme là uro ha uro và pyrimidine ba inta gắn kết nối lại với nhau nha đây
Rồi, như vậy sau khi nó đóng cái vòng này lại, sau khi đóng cái vòng này lại với nhau, tiếp tục tới cái giai đoạn gì? Tách ra, tách ra những nhóm amin, ở bên đây chúng ta thấy nào, AC, AC, đây tách ra những nhóm này, đó là những nhóm metin gắn vào metin bên đây, và nhóm metin. Dưới sự xúc tác của em thì bị uro đề chặt con sila cắt hết những nhóm này, cắt ra, tạo thành chưa là những nhóm metin gắn bên đây. Những nhóm chất axit acetic là AC, những nhóm chất acetic tạo thành những phân tử những nhóm metin gắn vào đây. Rồi như vậy sau khi nó tổng hợp xong thành tạo thành cái cô đồ một pinogen ha, một pinogen thì bắt đầu nó đi ngược vào trong cái thi thể, thì người ta thấy nó có hai quá trình đi ngược vào trong thi thể làm gì để nó gắn sát vào đây. Ta sẽ thấy có hai quá trình cơ chế hiện nay chúng ta chưa rõ, ta chưa biết rằng và khi nó tổng hợp xong đi vào trong thi thể hay là ở giai đoạn này đi vào trong thi thể luôn để nó tổng hợp nó gắn nó sắp vào. Như vậy sau khi chúng ta tạo thành cái proto của pinogen hoàn chỉnh đi vào trong thi thể lại, đi vào trong thi thể lại thì như vậy nó bỏ ra, nó loại qua ra những cái nhóm ra được bị oxy hóa, loại ra những nhóm. Rồi sau đó từ từ nó sẽ gắn sắp vào đây. Vậy có hai quá trình đi vào trong thi thể để gắn sắt hay là nó gắn sắt vào đi trong thi thể như thế này, gắn sắt vào đi vào thi thể này. Thì cái cơ chế này hiện nay chúng ta chưa rõ, nhưng cơ chế chắc chắn rằng vào trong thi thể để gắn sắt là một cơ chế chắc chắn. Ở đây thấy dấu chấm hỏi nè. Rồi thì như vậy chúng ta học biết ngoài ra cái việc gắn sắt có thể nằm ở trong bào thương, cơ chế chưa rõ thì người ta chắc chắn rằng ở trong thi thể như đấy dưới sự xúc tác của cái enzyme này chắc chắn nó sẽ xảy ra trong thi thể gắn sắt vào trong nhân giữa như thế này để tạo thành cái enzyme hoàn chỉnh chúng ta, cái enzyme hoàn chỉnh. Rồi qua bước số mấy này, đây là bước số 1, 2, 3, 4, 5, bước số 6, bước số 7 và bước số 8. Số 8 nó còn gắn sắt vào vậy từ nguyên liệu bắt đầu là cái coenzyme, xin coenzyme và lysine. Vậy tất cả nguyên liệu gồm gì nhất và xin nên là lysine và sắt. Vậy chúng ta sẽ có ba nguyên liệu chính để tổng hợp lên quá trình này. Rồi như vậy vấn đề nếu thiếu sắt, nếu chúng ta thiếu sắt, cơ thể thiếu sắt thì có quá trình ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp này như thế nào? Và nếu chúng ta thiếu lysine, và nếu chúng ta thiếu cung cấp lysine, hoặc là để hoạt hóa lysine chúng ta cần vitamin gì để hoạt hóa lysine? Thì sao ha? Vậy quá trình tổng hợp nên phân tử hem chúng ta cần quá trình hoạt hóa, cần các nguyên liệu như vậy. Tất cả những vấn đề chúng ta thiếu đây, ta có thể thiếu sắt cũng dẫn đến thiếu máu, thiếu vitamin cũng dẫn đến thiếu máu, thiếu lysine không bổ sung lysine cũng dẫn đến thiếu máu, đúng không? Rồi quá trình điều hòa và tổng hợp, thì như vậy khi nào nó cần tổng hợp và khi nào nó ngưng tổng hợp quá trình đấy, khi nào ức chế đó gọi là quá trình điều hòa tổng hợp của em. Tốc độ tổng hợp của em phụ thuộc vào yếu tố thứ nhất là cái enzyme, enzyme cái enzyme này đó quá trình này. Vậy đây là cái enzyme đầu tiên kích hợp cho quá trình này, lysine hợp với lại succinylcholine. Và cái enzyme này nó có vai trò điều hòa luôn,
bay vào phản ứng. Thì phản ứng nghĩa là thế nào? Thì nó tạo ra cái đợt số lượng. Đó. Cái khi hồng cầu chúng ta thiếu, thì cái enzyme alacetata này sẽ được tạo ra. Khi mà nó nhiều quá, cái số lượng hồng cầu chúng ta tạo ra đủ rồi và nhiều quá, thì sẽ ức chế ngược lại cái tế bào dừng sản xuất cái gen này. Thì đó là cái vai trò điều hòa của cái enzyme alacetata. Rồi, sự kích thích như vậy cần phải có sự kích thích từ tín hiệu tế bào, đặc biệt là những tế bào cơ tim các em. Như vậy khi cái tim, cung lượng tim chúng ta do cái vấn đề là hồng cầu thấp thì bắt buộc cung lượng tim chúng ta phải tăng bón nhiều hơn. Như vậy thì đây là một trong những tế bào đầu tiên, là một trong những tế bào đầu tiên kích thích quá trình sản xuất các em, rồi sau đó nó sẽ còn các hormone nữa kích thích vào trong cơ thể thật. Rồi, kích thích bằng cái gì? Bằng số lượng hồng cầu. Số lượng hồng cầu của chúng ta có hai cái cấu ngoại biên và số lượng hồng cầu nó nằm ở trong thị xương chúng ta. Như vậy, cả hai quá trình đó, tế bào trong thị xương thiếu, kích thích nó thành ra. Tế bào máu ngoại biên thiếu, kích thích quá trình này. Ngoài ra, nếu như nó còn phụ thuộc vào các cái enzyme, ví dụ như vitamin, vitamin B6, vitamin B6, trong đồ sắt hai cộng, trong máu. Vậy nên chúng ta sẽ có hai cái dạng, một dạng sắt dự trữ, một dạng sắt tự do. Như vậy, trong đồ sắt này, chúng ta lại biết là thiếu, thì quá trình tổng hợp nó sẽ bị chết. Một số trường hợp mà chúng ta gặp phải thường đó là do sự thiếu hụt của các enzyme, và thiếu hụt các enzyme này nó có hai cái nhân chính. Thứ nhất là do di truyền, hoặc là do không phải. Do di truyền là do như thế nào? Số ví dụ xem. Số ví dụ thiếu hụt các enzyme không di truyền để tổng hợp lên cái gen này. Như vậy tất cả những cái enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp lên gen, tất cả những cái enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp lên gen, ta có alacetata, dehydrata, vân vân, hoặc PVC, deaminase, những cái enzyme này chúng ta thường hay gặp. Như vậy ức chế trong quá trình mà chúng ta khiếm khuyết những cái di truyền thì nó sẽ không tạo ra được cái enzyme này và dẫn đến hậu quả là dẫn đến thiếu máu trầm trọng. Cho dù chúng ta bổ sung nó cũng đầy đủ, bổ sung các thành phần nhưng nó không tổng hợp được, không tổng hợp cũng không tạo ra được hemoglobin cung cấp cho quá trình hoạt động cho hồng cầu đấy. Đến một số cái enzyme này chỉ là một cái enzyme cắt này, enzyme cắt cái nhóm amin ra, tắt cái nhóm amin ra. Cuối cùng khi nó tạo ra tới đấy thôi, không tạo ra được nữa, không tạo thành một phân tử hen hoàn chỉnh. Như vậy quá trình đó nó sẽ bị ứ động lại, ứ động lại đấy. Như vậy nó có một bệnh lý di truyền là ứ động các cái sản phẩm chuyển hóa của bacteria, ứ động do quá trình chuyển hóa nó tới đó nó dừng, nó tạo ra được một phân tử khác. Không tạo ra được cái gen khác và nó chiều như thế sẽ gây ra được ứ động. Hoặc là một số bệnh nhân khiếm khuyết trong cái quá trình tổng hợp sắt, tạo thải sắt, thì như thế sắt không được tạo thải ra ngoài, mà nó ứ động trong gen, mà nó được ứ động trong gen và cuối cùng dẫn đến tình trạng sơ gen do sắt mà. Rồi, như vậy cuối cùng sẽ tăng các cái sản phẩm trung gian trong máu, và nếu nó đi ra ngoài nước tiểu
thường thì càng tốt nó không, nó đi nó bị ứ động lại, ta phải nói là những cái nguyên nhân là đi, còn nó đi ra một cái đường phân, ta một số cái chất nó chuyển hóa ra đường phân, một số cái chất nào mà tan được đường máu, ta sẽ đi theo đường nước tiểu. Thì ta sẽ cái bệnh này là nó sẽ rất là hiếm gặp, ta rất là hiếm gặp, đặc biệt lớn ở Việt Nam chúng ta, nước châu Âu thì thường hơn. Là thiếu một cái enzyme trong quá trình tổng hợp của gen. Và thiếu như thế thì sẽ gây ứ động ở bất kỳ cơ quan nào dần dần dẫn đến cơ quan tình trạng bệnh lý của cơ quan đấy. Vậy thứ hai là chúng ta đi vào phần tổng hợp mô bin. Thì nó cũng sẽ có một số bệnh lý di truyền liên quan đến quá trình tổng hợp globin này. Tổng hợp globin bằng cách nào? Đối với globin này, tổng hợp quy chế nó đơn giản hơn, ít hơn. À, như vậy, globin là gì? Là protein gì? Tăng mấy như là mấy loại protein? À, thuần và tạp, vậy globin là protein gì? Cái protein nó kết hợp với cái nhóm hem thì gọi là gì? Đây trở lại câu hỏi ban đầu. Protein là cái protein của nhóm hem là gì? Sao chúng ta phải có nghe và có biết cái tổng lợi chăng? Cái hem vận chuyển cái gì? Hem vận chuyển cái gì? Oxy rồi giỏi quá. Có biết vận chuyển gì? Là CO2 bằng cái nào? Kết hợp với nhóm amin, đúng chưa? Vậy đi ngược lại, cái hemoglobin và hem nó gọi là gì? Cái hemoglobin là một loại protein tạp, còn hem nó gọi là gì? Protein tạp là gì? Chúng ta nghe hóa ngoài là chúng ta thêm là gì? Quá trình tổng hợp của protein diễn ra đâu các em? Biết là protein tạo gồm có protein và cộng với lại với nhóm cái gì? Ngoài đấy gọi là gì? Nếu có hỏi thì sao? Như vậy chúng ta sẽ còn giải thích hai vấn đề này. Nhất, globin nó là gì? Chúng ta biết rồi, chúng ta bắt được tổng hợp ở đâu? Ở tế bào gốc, nhân hay là ở tiền thể? Biết tới một đi tạp rồi, em gọi là cái gì cũng được. Đơn giản mà.
Vậy cái phần game chúng ta sẽ có, thứ nhất là chúng ta quá trình tổng hợp nó cần các nguyên liệu, ta tóm lại cần những nguyên liệu như thế nào. Thứ hai là một số các enzyme, nếu trong quá trình mà chúng ta bị ức chế, chúng ta bị khuyết khuyết về một đặc điểm gì nào đấy, thì nó tạo không tạo ra được những cái enzyme đấy. Và cuối cùng thì đây gây ra một tình trạng ứ động, ứ động rất nhiều trạng ứ động. Ứ động nếu mà nhóm ứ động sắt nó thường sẽ được đưa về gan, thường sẽ gây ra hiện tượng sơ gan, gan ứ động sắt trong đấy. Từ những tế bào gốc của thủy xương, và từ những tế bào đó nó sẽ bị
quyền hóa dần dần, quyền hóa dần dần tạo thành các cái dòng nguyên liền một đầu và các thứ rồi nó tạo thành một đầu và nó cũng có thể tạo thành một dòng sinh học khác. Như vậy quá trình tổng hợp đã theo mà cô viên diễn ra cho cậu đấy. Có hiểu không? Hồng cầu đó là cái sản phẩm của tế bào gốc đó. Hồng cầu là sản phẩm của tế bào gốc đó. Và khi nó đã là thành cái hồng cầu trưởng thành rồi, nó không còn khả năng tổng hợp được gì nữa cả. Nó không tự tổng hợp được hemoglobin. Và lúc nó còn cái nhân á, lúc nó còn cái nhân nó mới tổng hợp được. Được chưa? Và vấn đề đặt ra cho các em là tại sao nó lại tiêu biến cái nhân ra đi? Cái con cá, những loài động vật khác thì con cá vẫn còn cái nhân đó, bò sát vẫn còn cái nhân đó, tại sao mình mất đi? Đó là câu hỏi dành cho các em về tìm hiểu đang nghiên cứu nè. Các bạn ha, các bạn, tại sao mất nhân? Tại sao hồng cầu của chúng ta lại mất nhân? Đặc biệt với những loài linh trưởng ha, và những loài động vật có vú. Globin là một loại protein vừng được tổng hợp ở bào tương. Tổng hợp ở bào tương nha. Lưới gì các em? Lưới gì? To lên. Rồi, như vậy em có khi đó đi một vòng, đi một vòng từ tiên thể ra ngoài, một con đi ngược vào tiên thể để nó sát lại nhìn lại, thì như vậy nó sẽ đi ra nó sẽ kết hợp với globin đó, đi ra sẽ kết hợp với globin. Globin tách khỏi ribosome, cái chuỗi acetamin được tổng hợp tạo thành globin, nó tách khỏi ribosome. Thì cái chuỗi alpha là tách khỏi với polysome, kết hợp với chuỗi beta, đó với người trưởng thành anh em, đó với người trưởng thành đó. Nó tạo thành dimer alpha beta, tạo thành dimer alpha beta, tức là tạo thành cặp đó. Rồi hai cái dimer đó mới tạo thành thêm một cái nữa, là chúng ta sẽ có hai chuỗi nha. Hai chuỗi alpha và hai chuỗi beta kết hợp lại với nhau. Như vậy quá trình gắn gồm chuỗi alpha, chuỗi beta gắn lại với nhau, rồi hai chuỗi đó tiếp tục gắn lại với nhau rồi nó không thành hình thành hai chuỗi alpha gắn với nhau, hai chuỗi beta gắn với nhau, tạo thành một cặp, thành một cặp trước alpha beta, rồi sau đó hai chuỗi alpha beta đó gắn với nhau. Rồi cái sự kết hợp này, cái kết hợp này có thể trong hoặc là sau cái quá trình tổng hợp cái chuỗi globin này. Tức là ý nói là như thế nào, nó tạo ra rồi nó gắn lại với nhau, hoặc là tạo xong rồi nó mới gắn lại với nhau. Thì tùy theo cái điều kiện mà chúng ta cần là giúp cái globin nó như thế nào. Rồi cái gen này, gen bão hóa cho cái chuỗi alpha nó sẽ nằm trên một sắc thể số 16. Còn lại người ta gọi là non alpha, ta chia làm alpha và chuỗi non alpha. Tất cả những cái thứ còn lại, chuỗi gamma, epsilon và đó vân thì nó được nằm trên những sắc thể số 11. Thì cái chuỗi alpha nằm trên những sắc thể số 16, tất cả những cái thứ còn lại nằm trên những sắc thể số 11. Người ta gọi đó, ta cái họ đó là gọi là cái họ gen alpha. Gồm cái gì? Gen alpha và delta nằm trên cánh tay ngắn,
ta sẽ có đánh dấu về cái quyền à, về cái quyền dài cái ngang chưa. Thì nó nằm trên cái phần đuôi ngang nhỏ của cái thực thể số 16. Và trên một những thực thể đó nó có hai gen, đó là gen A và gen T. Ngoài ra trong cái phần đó, hai trong cái chuỗi cái nào là gen, cái nào là thực thể không? Đây là gì? À, nó phải là một đoạn mã chứa thông tin di truyền, một đoạn mã chứa thông tin di truyền, tức là cái đó nó sau này mã ra nó vẫn tạo ra một thứ khác. Còn cái vùng các gen là gì? Vùng mà không có làm chức năng gì hết. Đó là trên diện sắc thể chúng ta có rất nhiều loại. À, như vậy chúng ta đã thấy ngoài ra có rất nhiều gen giả cái nhóm mặt ta này hay là ta có lúc chúng ta không biết xem đó. Như vậy chúng ta thấy là người bình thường chúng ta sẽ có 4 gen A và 2 gen N. Và gen còn lại xếp vào tất cả những thứ còn lại trên cơ thể của một này là xếp vào cái nhóm họ tên con ta à, rồi là chủ là gen beta, gamma, các thứ là gamma. Xin lỗi, thì nó lại nằm trên diện thực thể số 11 ha. Hai cái này ta đánh dấu cái đoạn cái này A và D, tương đối nó giống nhau trừ cái đoạn thứ 136 này ha, mã hóa cho axit amin là alanin ha, 136 ở D là cái gamma mã hóa cho lysin này D, 136 ở A gamma này mã hóa cho axit amin là alanin liên quan với nhau, nó chạy hết vị trí của đoạn dưới đấy, vị trí đó 3 đấy tạo ra một cái axit amin tham thấy vào không. Rồi vì sao chúng ta học cái này nó liên quan tới vấn đề lý duy trì sau này, chỉ cần sai một cái axit amin nữa thôi, sai một cái axit amin thôi nó tạo ra một cái khác rồi. Đây vậy đối rộng như thế chúng ta thấy là số 16 tạo ra alpha, số 11 chúng ta tạo ra các chuỗi còn lại trong đó có chuỗi beta, rồi trên diện sắc thể số 16, trên diện sắc thể số 16 chúng ta thấy là phần epsilon alpha 1 alpha 2, đây là những gen, những cái đoạn này đang hỏi những đoạn này, rồi đây trong exon và đoạn này người ta gọi nó là những đoạn cung mã hóa. Đoạn này không có làm gì hết, hoặc là người ta chưa biết đang hoặc là nó không làm gì hết, là những đoạn cung mã hóa, không mã hóa thì không có tìm gì hết. Rồi chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra những cái chuỗi đây, đầu gen đó, đầu gen tạo ra những cái chuỗi mô bin của mô bin với alpha tạo ra của alpha này, với epsilon sẽ tạo ra những epsilon rất là lẫn nhau, phần chuỗi gamma ha, phần gamma chuỗi beta và chuỗi beta, trên trên cơ thể cái đoạn gen nó quy định đấy, không nó sẽ tạo ra cái gì? Rồi chúng ta thấy là những giai đoạn ban đầu, những giai đoạn ban đầu chuẩn hemoglobin chúng ta có trong hôm 1, bọt len trong hôm 2, HBF thì nó ở giai đoạn phôi tức là khi phôi thai trứng và tinh trùng gặp nhau thì tạo ra cái hợp tử và quá trình mà nó phát triển nó sẽ tạo ra chính là những phân tử hemoglobin ở cái giai đoạn phôi đầu tiên, để làm gì nó cũng quá và giữ khí CO2 nó cung cấp cho toàn bộ cái phôi đấy trước khi nó phát
khi nó hình thành lên cơ chế mạch máu, mạch cơ sự sống và vân các thứ. Rồi, từ giai đoạn hình thành cơ thể đó, chúng ta gọi là thai, vui còn chưa khi nào sớm, thai là thai là đầu mà thì bây giờ là thai. Chúng ta sẽ thấy một đoạn nha, đoạn xem này sẽ được nó hóa. Tại trong đó nó hấp bé, hấp bê, hai. Rồi, tới giai đoạn trưởng thành, chúng ta thấy cái chuỗi tham cái lệ gì là quá trình này thì nhận thức được cơ chế phù hợp nhất là nó sẽ phù hợp với việc vận chuyển kiến kiến ở từng giai đoạn khác nhau, thì nó sẽ tổng hợp ra những loại đồ kiến khác nhau. Và như vậy chúng ta thấy là cái cơ thể số 16 là tạo ra chuỗi alpha, thì cơ thể số 11 tạo ra những nhóm cơ thể cái chuỗi là alpha, trong đó nó có beta. Rồi hai chuỗi này sẽ hợp lại với nhau, hai chuỗi sẽ hợp lại với nhau. Rồi như thế này, rồi tạo thành được cái protein, tạo thành được protein mà rồi sau đó cái đường gen chúng ta thấy là chắn là trong cái lúc nó tạo ra, mới ban đầu thì nó gắn vào, sau đó theo nhu cầu của họ em có thể gắn vào trong cái lúc nào, trong lúc nó tạo thành, trong sau. Từ cái thế từ cái thi thể nhân hen, cái hen được tổng hợp hoàn chỉnh trong thi thể và sau đó nó sẽ đi ra ngoài kết hợp lại với quỹ alpha beta thì chúng ta tạo thành một khúc của protein, cái bộ protein. Rồi chúng ta sẽ phân tích toàn bộ quá trình như thế này, cái sơ đồ đầu tiên chúng ta đi từ giai đoạn tổng hợp hen. À, tricin được hoạt hóa bởi vitamin B6. Cách hoạt hóa như thế nào chúng ta sẽ về nhà chúng ta tìm tài liệu. Tricin kết hợp với vitamin B6 được hoạt hóa đồng với tricin guanina. Để hoạt hóa tricin guanina chúng ta cần gì? Xin lỗi, để tổng hợp với tricin guanina chúng ta cần gì? Mấy à, B5 rồi nó tạo thành đây alpha alpha alan rồi tạo thành chất đồ thô, sau đó nó sẽ đi ra ngoài trong cơ thể tạo thành chất đồ thô fibrinogen, tạo thành fibrinogen, tạo thành côn đồ fibrinogen đi vào trong cơ thể nó tạo đồ thô fibrin gắn sắt vào kem đi ra ngoài như thế, kết hợp với lại của COVID. Rồi quá trình vận chuyển sắt là có một cái gen protein vận chuyển sắt trong cơ viên vận chuyển sắt nên từ đây đi vào trong màng của tế bào, cơ chế tiến kèm cái gì ẩm vào gắn vào trong đây, sau đó nó sẽ hòa màng hòa màng đi vào trong đây. Cái này gọi là trang protein, vào protein, protein vận chuyển vào trong tế bào, khi vận chuyển vào trong tế bào nó tách ra, và nó sẽ đi protein vận chuyển ra. Đây, đây mình đang gắn vào kết hợp giữa các nguyên cơ thể này, đây gắn vào, rồi đi vào trong tế bào, đi vào trong tế bào như vậy tách ra lại, tức là tách đi vào bên và còn lại sẽ được vận chuyển tiếp tục quá trình sắt vào trong tế bào đấy. Rồi còn dư, chúng ta sắt còn dư nó làm gì được bóng tối như thế này dưới dạng là creatinine sắt tăng creatinine tăng có một đó cái vận chuyển sắt creatinine dự trữ khi nào có thể cần và tiếp tục tắt hệ từ trong đấy sẽ đi vào từ trong phòng tư đi vào trong thi thể tham gia bộ phận tổng hợp tạo thành protein,
quá trình tổng hợp fluorin, quá trình tổng hợp fluorin từ những cái acid amin, rồi ribosome được lên, chúng ta có cả những điều bên ngoài, được lên tạo thành chuỗi alpha, rồi một bên tạo thành chuỗi beta, hai chuỗi tổng hợp lẫn nhau, bốn chuỗi tổng hợp lẫn nhau trong tạo thành hai chuỗi alpha này, chúng ta chuỗi đấy gắn với nhân em. Toàn bộ quá trình này cũng diễn ra ở trong một tế bào. Tế bào đó thường là tế bào gốc, tế bào thân dọc đầu. Vậy tế bào nào bị hóa tạo thành dòng một đầu? Các xem hoạt động theo nguyên nhân như thế. Vấn đề câu hỏi chúng ta đặt ra là sau vòng cầu và cơ thể vật có vô và không có nhân làm cái gì? Cái vòng cầu bắt đầu có nhân thế kìa, anh con sẽ có tỷ lệ nhân cũng dọc cái vòng máu là có tỷ lệ nhân cầu đang cung cấp, cầu đang cung cấp chất lượng cũng như chất lượng sai cũng như là nhân của nó của một cầu có biến dần nên một số trong một số trường hợp chúng ta quan sát là bệnh lý thiếu máu chúng ta tìm xem cái máu đó có một cầu có nhân hay không, ta tìm xem một cầu có nhân hay không, ta đánh giá xem. Trong một số trường hợp các em có bị ức chế tế bào bị xương chúng ta, một số trường hợp lý ví dụ như chúng ta thấy là trường hợp là anh em nhà bác sĩ đấy, ngồi xem đó em nhà bác sĩ tháo không máu trắng anh em bệnh bạch cầu á, thì những cái dòng tế bào tủy đó chỉ sinh ra bạch cầu thôi, không từ tế bào gốc chỉ sinh ra bạch cầu ha. Thì như vậy tế bào bạch cầu chúng ta còn lại không tăng sinh được, và bệnh nhân với một tình trạng thiếu máu trầm trọng, mà máu của chúng ta lấy ra chúng ta đem đi quay đi tập còn bộ đúng như là một trắng không rõ, có lẽ bạch cầu chúng ta có nhiều chứ không, có lẽ bạch cầu cũng nhiều rồi còn bộ là một trắng hết, như vậy bệnh nhân càng ngày càng thiếu oxy trầm trọng, thiếu tức là máu. Rồi do quá trình đột biến trong một cái nhiễm cơ thể chúng ta phải học về đây, tức là hai nhiễm cơ thể nó trao đổi với nhau thôi, tạo ra cái ta có tên là BCR ABL và CML cấu dọc bệnh như thế ung thư máu tụ tủy. Và ngoài ra cũng có những bệnh nhân không phải ung thư, và số lượng vòng cầu của máu nó tăng, số lượng vòng cầu của máu nó tăng, và bệnh Parkway tức là vòng cầu máu nó tăng hơn so với dòng vòng cầu đấy. Và cái cách điều trị hiện nay chúng ta là uống máu đấy. Bệnh nhân là bị acidemia, thiếu máu. Nếu không chúng ta không rút máu của bệnh nhân, nghĩa là chúng ta phải đào rút trong đó thắt. Rồi, nếu như vậy, vài phân hóa chúng ta sẽ còn cầu sau.